Vâng, xin chào tất cả các bác nhé. Nay ngày 3 tháng 6 2020, về một số hàng. Đây là con D5 CD D5 3000 RG nhé. Và trong này là con 503S này. Em đang về con 505S nữa nha. Đây 503 này. Còn phía dưới con này là con gì chúc mình vui biết được. Con này phía dưới con này rất là lớn nha. 503S. Giờ em sẽ khui ha. Đây là những cặp loa Ribe 4312 và L100 thẳng hàng, xéo hàng có hết nha. Các bác nào có nhu cầu cứ alo cho em, có hai số điện thoại phía trên màn hình. Vâng, cái đây là cặp loa chứ không phải là cam ly mà, loa cặp loa tăng noi M2 nha. Bác nào nhanh tay thì lấy. Dòng nồi của Anh Quốc này. Dòng loa Bossel các bác có thể để trong nhà. Tên em khui cho các bác cùng coi. Thì cặp loa này là giá 6 triệu nha. Vâng, đầu tiên đó là một con CD. Có mã là 3500 RG nha các bác, RG. Rất là mới luôn. Khiển của nó nha các bác. Mới đẹp xuất sắc luôn. Và giá em nó là 18 triệu nha các bác. 18 triệu. Bác nào nhận tay thì alo. Những con này là dòng khủng long của dòng D5. Nó được thiết kế một cách là khá là sang. Vỏ gỗ là vỏ gỗ piano nha. Sáng bóng. Hai hộp gỗ sườn luôn. Dòng này size rất là to. Rất là tiện cho các bác để ra những con ly khủng cổ như là Sansui, Wilner. Mac nó là mac từ, đều rất là nhanh. Như là những dòng Sony vậy. Tiếng nó là thiên về giải bass rất là sâu và âm thanh rất là dài dặn nha. Đẹp keng nha, rất là lớn, bự. Giá là 18 triệu nha các bác. Phía sau em nó đây. Còn các bác nào muốn xem hình này chi tiết thì cứ kết bạn trong Zalo, Facebook em có đăng hết nha. Đấy, có cổng ba lăng này, em quay phía sau cho các bác xem luôn. Rất là bóng bẩy nha. Đây là phía sau của nó này. Đấy. Cổng hai cổng út nha, và một, nói chung là ba cổng ra, một cổng ba lăng và hai cổng bóng sen. Hay là dây nguồn điện 100V, mắt in Japan 24W nha các bác, rất là mới, máy bãi đẹp xuất sắc nha. Rồi, giá là 18 triệu bao ship cho các bác nha. Rồi tiếp tục em khui con Lupman 503. Con này rất tầm tiền cho các bác nào chơi Ribe là tăng noi. Hay là đánh những dòng châu Âu rất là hay. Đánh kể cả loa Nhật luôn nha. Những dòng này đánh rất là tốt, có loa nét, bát chép vân vân, trưng bày rất là đẹp. Mạch mèo vàng gold. Hiện nay em khui hàng hơi trễ, thì các bác xem lấy được cái nào thì alo cho em. Vâng, là tiếp tục đó là con 503. Con này như là con thứ 3 cho các bác. Về con nào thì các bác lấy hết rồi. Con trước con này là về với các bác ở Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. Thì con này thì không biết về với bác nào. Giá là 23 triệu bao ship toàn quốc cho các bác nha. Lúc mà dòng Limited thư ký L503S. Những dòng này tiếng rất là hay nha các bác, chạy hai cầu loa. Em giới thiệu rất là nhiều rồi. Nếu các bác theo dõi kênh em thì sẽ biết được cái con này rất là tầm tiền. Và thứ nhất, thứ hai là nó có khiển cho các bác nha. Nó có khiển, các bác có thể chỉnh được volume này, chỉnh kênh này, và có thể tắt mở âm ly từ xa, vân vân. Bây giờ là dòng 2N, nó có cái mặt tiền nó rất là sang trọng và nhìn rất là gấu. Các bác có thể ghép vào những dòng loa Ribe Bass 30, 4312 vân vân. Những dòng loa Mỹ, Calip, châu Âu hay tăng noi. Rất tuyệt vời. Những dòng này thì nó đẹp kinh công rồi. Đây là những sản phẩm thuộc dòng sưu tầm và em đã tuyển cho các bác vừa khui. Đấy. Này các bác thấy độ đẹp này. Những cái con này ấy, từ bến về là người ta gói bằng xốp luôn nha, rất là kỹ. Tại nó là thuộc phần những dòng cao cấp đắt tiền. Nên là vận chuyển về rất là an toàn. Đấy, tất cả là rất vàng khè hết nha. Con này series là 0023 nha. Mấy con trước em bán hết rồi nha các bác. Về con nào là các bác lấy hết đây. Đây. Phía sau của nó này. Hai cầu loa nha. Trở cán là 4 tới 16 ohm. Đây là cái dây nguồn. Bắt cắm vào này, điện 100V này. Đấy, nó có red wood này, là bụi này. Đấy, có thấy đồ đẹp không? Chính bồng hấp á. Có cổng phono cho bác chơi này, CD tuner. Đây là những cổng tín hiệu vào cho bác kém đường CD. Series là 0023. Đây là cổng ba lăng cho các bác kết nối với những cái đầu CD, nó có cổng ba lăng á. Đây là bụi dính này khi vệ sinh nha các bác. Nhưng mà rất là mới luôn, đẹp leo lăng. Giá là 23 triệu dây nguồn và khiển kìm theo. Rồi.
Rồi em tiếp tục tới cặp loa tăng noi M2 dòng mèo cherry, là mèo vàng các bạn. Vâng, đây là cặp loa của tăng noi, loa bãi về các bác, rất là mới, có 6,5 triệu thôi. Sao rẻ như vậy, có 6,5 triệu. À, xin lỗi các bác, 6 triệu, nãy em báo là 6 triệu nha, anh nói bậy thì các bác la lại công. Đấy, con này rất là mới nha, mới lắm, không biết là tem nó còn cái bọc luôn này các bác ơi. Này, giá rất là tốt nha, các bác nhanh tay thì lấy nha, cực kỳ là tốt á. Series như ở đó nó một cặp 40-41 này, có một cặp nha, một cặp á. Dòng này lần đầu tiên về chỗ im nha, các bác nào lấy thì cứ alo cho em nha, giá 6 triệu bao ship nha, công nhận là giá cực kỳ là tốt luôn. Một cặp loa boxer đến từ hãng có phải danh tiếng đó là Tăng Noi. Đây, một cái bát này là bát tầm nhiêu nhỉ, bát tầm 18 nha các bác, 18 nha, bát 18 hay là cỡ 18 á, thì 20 là nó bằng cái này này, cỡ 18 cm nha, 18 cm, và một cái chép dom. Đấy, cái logo nó còn rất là mới nha, tất cả là riêng nguyên bản nha, đồ bãi về thì có yên tâm, có logo đó này bằng chí luôn. Nó là mèo cherry, có cái mèo vàng vàng á, phía sau em lấy cái em quay các bác nhé, giá 6 triệu nha. Bác nào chốt thì nhanh tay alo cho em. Chỉ có một cặp duy nhất, là cặp đầu tiên khi em bán audio tới giờ, về một cặp tăng noi có mã là M2 cherry. Đây là phía trên, phía trên nó này, cạnh đó. Nói chung là cạnh các bác khỏi phải quan tâm, nó không có mỉ, nó không có dập hay là xấu trầy xước chỗ nào, nói chung rất là đẹp, xuất sắc luôn nha. Đây các bác thấy không? Đó, cặp loa này để trong phòng hay là nhỏ mà các bác trưng bày vừa nghe vừa trưng bày tuyệt vời. Này, về tổng thể mặt trước nó như thế này, để sẽ quay phía sau nha. Này, phía sau là nó sở hữu là một cái trạm bắp chuối nha, trạm bắp chuối Tăng Noi. Tăng Noi là của hãng Tech nha các bác. Đấy, có nhiều bác không biết cứ Tăng Noi là hãng gì không biết, nó thuộc hãng Tech mà các bác thường bắt kịp cái hãng này là ở trên những cái đầu đĩa CD như là Tech 10, Tech 25XS đấy. Đấy, tên từ Nhật. Đấy, Made in Euro là cái ở nước nào thì em không rõ. Nó dùng năm đồ bãi về. Cặp loa này khá là hiếm nha, Metruri M2 Cherry, rất là đẹp. Rồi, bác nào yêu thì alo cho em nha. Tiếp tục là em khui cái con đát của cũng test luôn nha, đát test luôn. Con dòng khủng khá là cao,